Cá chấp ba chợ, chú đi sao ba chợ đi? Ô, để lý rồi bơi. Get out. Get out. Hey, hey. What are you doing? He shot a kid. Hey, let me check. Look at my finger. Oh, it's getting much better. It's good. Very good. Alo, Sói Hoang à? Ừ. VIP cùng đoàn cận vệ đã bắt đầu về nước. Mọi chuyện đều tốt. Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng yên tâm về đất liền. Ừ. Ở bên cạnh tôi đang có một thằng nhoi quá trời nhoi này. Ừ. Đợi xíu tôi mở loa ngoài. Ừ. Binh nhất Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ thông tin, thượng sĩ Báo Huy. Sao anh đi mà anh không nói anh em một tiếng vậy? Thì bây giờ thông báo này, lo học hành cho tốt đi. Sắp đến kỳ thi sát hạch rồi đấy. À, đồng chí Trọng ở nhà, nhớ trông chừng nó cho tôi. Tình hình ở đảo Hải Phòng như thế nào? Dạ, thưa đồng chí, cũng ổn định. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chỉ huy của các đồng chí. Đó. Ở đâu ra một thằng em nuôi không biết. Cảm ơn đồng chí. Đây không phải là người mà em muốn tìm sao? Em tới đây là để tìm anh. Vậy mà anh lại đi là sao? Anh lại muốn trốn em nữa hả? Em hỏi tại sao anh không trả lời? Báo cáo. Thượng sĩ Bảo Huy trên đường trở về đất liền trình diện. Theo mệnh lệnh, báo cáo hết. Anh nói là sẽ làm trái mệnh lệnh đi. Anh hứa là sẽ ở lại đây bảo vệ em đi. Anh thề là bằng mọi cách sẽ quay trở lại đây đi. Trên đảo rất nhiều muỗi, ban đêm gió cũng rất độc. Chúng mình giữ gìn sức khỏe. Tại sao anh không nói? Hay là em trở về đất liền với anh nha? Em ở lại. Anh đi đây. Ai chơi đồ em? Anh đụng vô người em rồi là phải chịu trách nhiệm đó. Anh đã nói trong lòng còn lưu luyến là không được hạnh phúc mà.
Anh yêu cổ tới như vậy sao? Sao cô hỏi vậy? Biết để còn chuẩn bị mức độ trả thù chứ. Tôi đã từng hứa là sẽ dành cả đời để làm cho cô hạnh phúc. Chắc là vợ chồng người ta gặp anh trong đám cưới thì về sẽ hạnh phúc lắm nè. Trong lòng còn lưu luyến thì sẽ không hạnh phúc đâu. Thì ra anh tới đây không phải để trả thù mà là còn quan tâm người ta. Sao anh lại ở đây? Anh đến để xem em có định làm đám cưới thật không. Anh đã gặp chồng em chưa? Anh nhìn thấy anh ấy rồi, nhưng mà chưa có nói chuyện. Cô ta là ai? Rất vui được biết chị. Chúc mừng đám cưới. Tôi là bạn gái mới của anh Huy. Tôi tên là Ngọc. Đây là bác sĩ quân y. Thật ra hôm nay tôi tới đây là để cảm ơn chị. Nhờ chị chia tay với anh Huy nên tôi mới gặp được người đàn ông tốt như vậy. Và bây giờ tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn chị nha. Cô ấy là bạn gái anh thật hả? Anh chỉ muốn em biết rằng anh đang rất hạnh phúc. Và anh cũng muốn em như vậy. Bạn em hả? Dạ, bạn của em. Dạ, mời anh chị vào chụp hình chung với vợ chồng tôi. Làm gì lúc nãy nắm tay tôi chặt quá vậy? Cô nghĩ là tại sao? Tôi không biết, nên là mới hỏi nè. Anh hối hận rồi sao? Không, tôi đang cảm thấy rất là thoải mái. Tôi thì có một chút đó. Chút gì? Sao vậy? Không chắc nữa. Chỉ là cảm thấy hơi buồn thôi. Mà anh nhớ nói với anh Kiên là tôi với anh đang hẹn hò đó nha. Tôi sẽ nói. Em chỉ nói là em không muốn đám cưới với anh Kiên thôi. Em đâu có nói là không muốn lấy chồng đâu. Rốt cuộc là anh đã nói gì vậy hả? Anh chỉ bảo mọi người là anh với Trung Ý với Ngọc đang hẹn hò. Vậy tại sao cả đơn vị lại lan truyền thông tin em với anh đi khách sạn chứ? Cái này là do mọi người tự nghĩ ra. Anh không biết. Nè, bộ anh vui lắm hả? Không có gì là không. Anh mới nói cái gì đó? Ý anh là không có gì là vui hết. Thật ra vẫn còn một cách khác để giải quyết cái chuyện này. Là cách gì?
chúng mình biến tin đồn thành sự thật đi. Như vậy thì mọi người sẽ không còn đồn sai nữa. Biến tin đồn thành sự thật. Còn dám giận mặt với em nữa hả? Đàn ông mấy anh á, toàn là những cái chuyện bậy bạ không à. Biến tin đồn thành sự thật nè. Biến tin đồn thành sự thật nè. Khùng dám nói. Em thích mà. Còn nói nữa. Vô đi. Báo cáo. Trung úy Minh Ngọc vừa đến Hải Phòng, đồng thời Thượng sĩ Bảo Huy cũng vừa rời khỏi Hải Phòng trước đó. Hết. Được. Alo. Nối máy ngay cho tôi. Chào Đô đốc Minh. Chào đồng chí. Tin khẩn đây. Tôi vừa nhận được tin tức từ nhà tài phiệt Udandra về việc báo mật cuộc giải phẫu của VIP. Để tránh thông tin về sức khỏe này lọt vào tay những tổ chức đối lập bên nước họ. Nói đơn giản là chúng ta chưa từng tiến hành cuộc phẫu thuật nào hết. Và họ cũng chưa từng tới trung tâm y tế Hải Phòng. Họ yêu cầu chúng ta không lưu trữ bất cứ gì về vụ việc này. Và chính phủ ta cũng đã trả lời sẽ hết sức hợp tác. Thì chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của đô đốc. Rõ. Tôi sẽ tiến hành xử lý. Đại úy Duy Kiên vẫn còn bị giam giữ đúng không? Dạ đúng, thưa đô đốc. Xóa hết tất cả các ghi chép của tổ y tế về VIP. Yêu cầu tất cả mọi người phải giữ kín chuyện này. Đồng thời, thả đại úy Duy Kiên ra cho tiến hành xử lý kỷ luật theo những gì đã thỏa thuận trước đó. Dạ, kỷ luật chứ không phải khen thưởng à. Dạ đó. Sao hôm nay Tần khổ quá vậy? Dạ, báo cáo đội trưởng. Tất cả những món ăn ngày hôm nay là em đặc biệt dành tặng cho đội trưởng. Thực đơn bao gồm khổ qua dùng thịt, khổ qua xào trứng, khổ qua luộc kho quẹt, khổ qua chiên giòn. Dạ, hết. Bộ tôi chưa đủ khổ hả? Sao các cậu không ai cản cơn điên của nó lại giùm tôi? Dạ không, tất cả những món ăn này á đều có một ý nghĩa đặc biệt dành cho đội trưởng đó. Cầu mong đội trưởng sẽ tai qua nạn khỏi. Chúc đội trưởng ra tù may mắn. Gì ra tù? À dạ không, không phải ra tù. Xuất trại hay tại ngoại, đúng không? Điều động anh trai ơi. Nó nhập ngũ bao lâu rồi sao không ai dạy nó ngôn ngữ quân đội vậy? Cậu cười gì Thắng? Lo mà dạy dỗ nó đi. Rõ. Tất cả chú ý. Thời gian vừa rồi đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành bên tôi. Thời gian sắp tới, đồng chí Bảo Huy có việc nên sẽ không ở đây với chúng ta nữa. Thay vào đó, đồng chí Trọng sẽ đảm nhận. Rõ. Hôm nay chỉ có khổ qua thôi, mọi người ăn tạm đi. Mai mốt tôi mời mọi người ăn thịt nướng. Rõ. Thôi ăn đi, mọi người vất vả rồi. Dạ, mời đại quý, mời a sĩ, mấy đồng chí ăn nha. Ngon lắm á. Phương, em tìm anh hả? Sao bỏ đi vậy? Anh cứ ăn trước đi, chuyện đó nói sao? Nói ở đây cũng được mà. Mọi người ăn ngon miệng nha. Tưởng đâu em là Hoài Phương Lan Băm, ai ngờ cũng cứu được VIP ha. Thì anh kêu em phải cứu người mà, nên em cứu thôi. Em biết nghe lời anh từ hồi nào vậy? Trước kia ai nói chuyện của tổ y tế thì để tổ y tế tự lo mà. Ừ?
Không ngờ anh thù dai vậy luôn á. Cảm ơn anh. Sau một đêm em mạnh mẽ hơn nhiều ha. Thì ai đó nói là chuyện nên cảm ơn thì phải biết cảm ơn, nên cảm ơn anh vì đã tin tưởng em. Tối qua cho em sợ lắm đúng không? Ban đầu thì hơi sợ, nhưng mà chắc đại úy cũng sợ. Mấy chuyện như vậy lính tráng tụi anh gặp hoài à. Anh có chuyện này suy nghĩ cũng đã lâu rồi mà chưa có cơ hội để nói với em. Là lời nói em lên TV đó. Thật ra anh không có ý như vậy đâu. Mong là em đừng có đê bụng nha. Thì anh nói cũng đâu có sai. Sai mà. Một bác sĩ đứng trước hàng chục mũi súng như vậy mà vẫn hiên ngang kiên quyết cứu người thì có lý nào phải nhận lời chỉ trích của anh hả? Vậy cũng đúng. Vậy thì anh xin lỗi em đi. Anh Captain King. The VIB want to talk to both of you. What? Where is the VIB? Hello? Hi. Hello, Dr. Fung, and hi, Captain Kim. I heard that your decisive judgment has saved my life. Thank you so much for that. Thank you for your understanding. We are very happy because your health is getting better. So then no need to thank us. That is our duty of soldier and doctor. Remember to eat on time. Don't skip meal. Take your medicine after eating and change the bandage regularly. Relaxation is the best way to recover. Doctor is the same everywhere. Lots of rules to follow. I will definitely follow your instructions then. It's my pleasure to serve such a VIP like you. The pleasure is mine. I do not know how to thank you enough for saving my life. And to express my gratitude, I could really hope that you could kindly accept my little gift. Each of you will be able to make a wish. Anything at all. Crazy, expensive, very difficult to get. Say it all. Our family is very rich. And I own you my life. So sorry that I can't meet you face to face. If I visit Vietnam in the future, I'll contact both of you. Thank you again and goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Protecting people and keeping the good relationship between the two nations, our responsibility. So I think we don't need a gift from him. You don't have to worry about this. This is a special card of the VIP. If you need anything at all, please, happy to contact us. We're gonna do anything you want, even that's expensive and difficult, is it? Nhưng mà sao hai tụi mình mỗi người có một cái thẻ em? Em tham lam quá vậy. Em giữ luôn cái của anh đi. Tell him that I appreciate about his gift. Okay. See you. Bye. Không biết cái thẻ này có hiệu nghiệm không ha? Nếu muốn biết thì thử thôi. Excuse me, sir. May I use this quiz today? Trời ơi, em tức quá.
tự nhiên lấy cái thẻ này đổi chiếc xe này. Thà đổi luôn cái nhà máy sản xuất xe luôn đi cũng được, hoặc là cái bệnh viện em đang làm đó. Còn không thì mở phòng mạch. Không được nữa thì đổi cái tiền để mướn phòng mạch cũng được. Tính toán gì kỳ cục, không xài được thì để em xài. Phí tạm quá trời luôn. Bộ em đi mô tô hoài không thấy chán hả? Anh đổi chiếc xe hơi đẹp như vậy, chở em đi chơi. Em còn đòi hỏi. Nè, mình vừa cứu con trai nhà tài phiệt đó. Họ cũng đã nói rồi, mình cần cái gì họ sẽ đưa. Mình phải tận dụng chứ. Tận dụng cái gì mà tận dụng? Anh còn có 3 tiếng nữa là phải về trụ sở rồi đó. Anh lấy xe này chở em đi chơi hết 60 phút. Còn 2 tiếng anh hẹn hò với em. Giờ mà em nói anh không biết tính toán. Em nhìn kìa, biển Việt Nam mình đẹp chưa? Chắc chắn là chiếc thẻ đó không thể nào đổi được. Đã dạy nguồn lời được nụ cười của em rồi. Hết cười nổi rồi. Mà anh bị điên hay sao vậy? Nghĩ sao lấy cái thẻ này đi, hẹn hò với em. Anh phải công nhận luôn á, em đổi tông như tá kè vậy. Lúc vui, lúc buồn, lúc hiền, lúc dữ. Lúc thì rất đẹp trong phòng mổ nha, lúc thì xấu xí vì tham lam. Dám nói em xấu xí hả? Anh nhìn lại anh đi, anh mới xấu xa. Rồi, anh xấu xa. Ngắm biển đi kìa, chiếc thẻ nó đáng giá lắm đó. Dùng để làm gì trước ta? Hay là mở phòng khám luôn? Đúng rồi, em phải chụp hình xong rồi để khung vào rồi treo lên để cho người ta biết em đã từng khám bệnh cho con trai nhà tài phiệt Ozone. Anh thấy được không? Phương. Hử? Sao em lại chọn làm bác sĩ? Thì tại hồi đó em học giỏi. Em học giỏi toán nè, sinh nè, hóa nè, còn giỏi cả tiếng Anh nữa. Ừ, cũng có lý ha. Ừ, với lại là bác sĩ kiếm được nhiều tiền, cho nên em nghĩ là thà mình chạy theo đồng tiền còn hơn là khổ vì nó. Anh nghĩ em thực dụng cũng được, nhưng đối với em, nguyên tắc đó chính là nhận đủ những gì mình đã làm. Anh có nói gì đâu, tự nhiên em đi giải thích. Nhưng mà sao anh thích giả làm người xấu vậy? Giả đâu, thiệt mà. Vì em muốn có nhiều tiền cho nên mới làm bác sĩ đó. 6 tháng qua cuộc sống em thay đổi nhiều lắm. Còn anh thì vẫn vậy ha. Anh thay đổi nhiều chứ, anh đẹp trai hơn trước mà. Vẫn thích giận giống như trước. Em cũng thay đổi rồi. Vậy hả? Em cười đẹp hơn nhiều. 6 tháng qua em... Alo, đẩy vào dưới kia nghe. Ai? Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Anh xin lỗi. Nữa hả? Anh phải đi nữa chứ gì? Ờ. Xe thì lần nào đi với anh cũng vậy. Bí mật quốc gia. Còn em thì không thể đi cùng anh, phải không? Sẽ chẳng tốt cho em và anh. Sao anh ích kỷ vậy? Em vẫn muốn đi cùng anh đó, được không?
Châu. Anh sĩ, cho em xin chụp tấm hình. Đi cả ngày cũng mệt rồi, em về nghỉ sớm đi. Anh Kiên, người trong đội chi điệu hồi nãy là đồng đội của anh hả? Thắc mắc nãy giờ mới dám hỏi anh đó hả? Phải rồi, là đồng đội cũ của anh. Vì sao anh ấy lại bị... Vì bảo vệ hòa bình. Giống anh. Tức là anh cũng... Mình đừng nói chuyện này nữa được không? Anh đã nói là đừng đi theo anh mà. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Về nghỉ sớm đi. Anh ơi!
Còn đâu ra chết bây giờ. Anh cho em hỏi là hôm nay để ý gì kiên không tập hả? Đại úy lên chỉ huy sở rồi. Hôm nay họp kỷ luật mà. Họp kỷ luật? Ủa? Em tưởng là xong chuyện rồi chứ. Không đơn giản như vậy đâu. Cãi lệnh cấp trên là lỗi nặng mà. Rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể. Chúng tôi không thể đưa ra lệnh chính thức cho sự việc không chấp hành mệnh lệnh vừa rồi. Tuy nhiên, ban kỷ luật thông qua chỉ huy trưởng quyết định không thể bỏ qua cho hành động đó. Thay vào đó, ban kỷ luật quyết định đồng chí phải chịu trách nhiệm cho hành động tự ý gỡ bom không nổ nhưng không báo cáo vào ngày 20 tháng 5. Mức phạt hạ bậc lương. Đồng chí có ý kiến gì không? Dạ, không. Đồng chí sẽ bị xóa tên trong danh sách xét duyệt lên chức thiếu tá trong đợt tới. Đồng chí có ý kiến gì không? Dạ, không. Tốt, kết thúc. Rõ, thưa ban kỷ luật. Trời, con bé này. Đang nghĩ cái gì vậy anh trai? Mấy cái trò trẻ con này mà cũng hại anh được nữa hả? Em bữa nay gan ha. Dám giỡn mặt với anh luôn hả? Mà ra đây hồi nào vậy? Hôm qua. Nghe nói anh mới quậy một trận tưng bừng hả? Ừ. Muốn xin chữ ký hả? Mà sao không ở Sài Gòn cho yên ổn đi? Ra đây chi vậy? Em có dự định của em. Mà nè, nói cho anh biết, em nhất định sẽ lên chức tướng. Anh á, coi chừng lên sau em đó, ở đó mà gây chuyện đi. Ủa, sao hôm nay không thấy em nhắc gì đến anh Huy vậy? Biết tin nó về Sài Gòn chưa? Gặp rồi, ở sân bay đó. Rồi sao? Mấy chiếc máy bay còn nguyên vẹn không? Cái anh này, anh thuộc phe nào vậy hả? Anh này luôn thuộc phe Tổ quốc. Ủa? Sao nhìn quen quá vậy ta? Ừ, anh cũng thấy quen quen á. Thôi, anh đi nha. Con trai nhà tài phiệt vẫn còn sống và khỏe mạnh. Anh kia còn được gọi điện thoại cảm ơn nữa. Vậy tại sao vẫn phải bị phạt? Cô là bác sĩ, đã cứu sống người là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hết trách nhiệm của cô rồi, giờ cô còn muốn gì nữa? Tôi cũng có mặt ở đó. Tôi sẽ làm chứng cho anh Kim. Nếu bị kỷ luật, tôi cũng sẽ chịu. Này bác sĩ, những nguyên tắc luật lệ trong quân đội cô không biết thì đừng có dính vào. Cô thì chắc chắn không bị gì rồi. Còn đại quý Duy Kiên thuộc về quân đội và phải chịu trách nhiệm trước gì cậu ta làm. Nó có bị cho giải ngũ hay không được thăng hàm, cô có gánh nổi không? Xin lỗi đàn phó. Đi ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Anh làm gì vậy? Tại sao lại kéo em ra đây? Ai nhờ em lo chuyện bao đồng vậy? Bao đồng là sao? Vì em mà anh bị khiển trách, em phải có trách nhiệm với anh chứ. Em nghĩ anh thật sự chỉ vì một người con gái mà chấp nhận kỷ luật như vậy hả? Ngày đầu tiên khi anh mới vừa nhập ngũ vào quân đoàn đặc biệt, một người cấp trên đã nói với anh như thế này.
là lính thì luôn luôn phải mặc áo quan mà sống. Khi chúng ta hy sinh ở một mảnh đất không biết tên vì lợi ích của đất nước mình, thì nơi đó sẽ trở thành mộ của chúng ta. Và quân phục sẽ trở thành áo quan. Khoác lên mình được bộ quân phục rồi thì phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh, không có bất cứ lý do nào phải làm trái hết. Dù lớn hay nhỏ thì mọi quyết định của anh đều dựa trên mệnh lệnh, danh dự và đạo đức của quân đội. Trường hợp của VIP cũng vậy. Anh đã quyết định là cứu, anh chưa bao giờ hối hận hết. Chuyện của quân đội, quân đội tự có cách để giải quyết. Xin bác sĩ Phương đừng xen vào. Em xin lỗi. Sự lo lắng của em đã làm anh vướng bận. Nhìn hoàng hôn buông dần ở phía xa, rồi màn đêm lại đến rất gần, và đôi chân dường như bước vội tìm một nơi yên bình. Đã nhiều lần em muốn buông đôi tay, em lạc lối trên đường về mỗi đêm, ngàn lo lắng chỉ em giữ riêng em, và em mong được ôm lấy anh nhẹ nhàng. Để em chở anh về nha. Alo, sao giờ cậu mới gọi cho tôi? Chắc cậu bận ăn chơi quá chứ gì. Ăn chơi cái gì? Giữa đường gặp trục trặc, tí nữa thì không về được đây này. Tôi nói chơi mà thành tiệc hả? Mà đồng chí cho tôi hỏi là cậu đã gặp Ngọc chưa? Chuyện đó quan trọng hơn chuyện tôi bị hạ bậc lương và không được lên chức hả? Anh em tốt dễ sợ ha. Thế là còn nhẹ đó. Tôi nói thật nhá, cậu mà cứ còn như vậy thì sẽ còn tốn tiền và tốn chức vì phụ nữ dài. Cái đó không phải là tốn tiền vì phụ nữ, mà là hy sinh vì bảo vệ hòa bình. Nghe chưa? Ừ, đúng, vì lẽ phải, vì nhân dân, nhưng mà phải là nhân dân đẹp. Nè, nếu cô gọi cho tôi chỉ để nói móc và nói khóe như vậy á, tôi cúp máy nha. Tôi gọi hỏi thăm cậu đàng hoàng, nhưng mà đồng chí cho tôi biết là cậu đã gặp Ngọc chưa? Nè đồng chí, cậu có biết là cước phí điện thoại bây giờ rất mắc không? Cậu định tốn tiền như vậy vì phụ nữ đến bao giờ hả? Sao hôm nay cậu đánh đá thế? Này, đồng chí. Ở trong bếp ấy, tôi có giấu một chai rượu trong thùng gạo. Cậu thọc tay sâu vào một chút là sẽ thấy. Quà của tôi dành cho đồng chí đó. Cảm ơn đồng chí. Em đi đâu vậy? Em tính lấy nước. Trong phòng hết nước rồi. Rồi sao không lấy nữa? Thì em nghĩ
Anh muốn ở một mình, chút nữa em lấy cũng được. Bác sĩ, lại đây. Thật ra thì ở đây có bác sĩ sẽ vui hơn. Bây giờ không có nước, có rượu thôi. Uống không? Chờ anh chút. Quy định của quân đội đâu có được uống rượu. Ủa? Em tưởng là anh lấy ra để uống mà. Ừ, đúng rồi. Lúc nãy không có ai thì định uống. Bây giờ có người nhìn thấy rồi nên không uống nữa. Lúc sáng em xin lỗi nha. Hên quá, anh cũng định xin lỗi em. Nè, uống đi. Anh cũng biết sợ hả? Anh giữ hình ảnh cho bác sĩ thôi. Rốt cuộc thì anh vẫn chưa xin lỗi em. Trong câu lúc nãy có từ xin lỗi rồi còn gì. Đồ ngang ngược. Em mới là đồ ngang ngược. Nhưng mà được cái đẹp. Lúc sáng anh bận quân phục đẹp lắm á. Nhưng mà bận để đi kỷ luật thì... Sao anh biết đó là quân phục? Sao không biết? Con gái thích con trai bận đồ đó lắm. Đó chính là lý do tại sao anh lại chọn làm lính. Tính ra em may mắn hơn những người con gái khác ha. Em hỏi thiệt, anh có muốn uống không? Nhìn em uống là anh đủ say rồi. Em không có giỡn, uống đi. Em hứa là sẽ không nói cho ai biết đâu. Anh có cách khác. Anh ngủ ngon nha. Còn chai rượu này anh lấy về luôn nha. Anh cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi.
mà hôm qua mới dám cả ngang đó. Vậy là chưa có ăn chiều luôn hả? Dạ đúng. Theo sự quan sát mà không chớp mắt của tôi thì đối tượng vẫn chưa ăn uống gì hết, vẫn còn ở chỗ làm. Đối tượng... Ở đây. Cảm ơn. Còn thiếu nè Trung Quý ơi. Tội làm gián điệp hay mang sẽ bị xử lý như thế nào? Dạ bị tiêu diệt tại chỗ. Giỏi lắm. Nè, em cũng yêu nước lắm á. Cũng biết chọn quán quá ha. Bão số 9, siêu bão đạt cấp 17, giật cấp 18, là cấp độ chưa từng có tại Việt Nam đến nay. Sẽ có người cứu, còn đang nghe cứu đây, cứu.